Nghe nè Tài ơi, gọi cái lồn về anh đang like Tài ơi. Alo, alo, động trời anh Túc. Cái gì? Chuyện động trời rồi. Ủa má, anh đang like mày nói chuyện động trời, anh lồn nào bị sida hả anh lồn? Ủa sao anh biết hay vậy? Anh lồn nào, nào bị sida, anh Bủ đúng không? Mới chơi lũ đích đúng không? Không phải, con nhỏ bữa anh đi với nó bị sida rồi. Thầy ơi, đủ mẹ anh like cho nó chứ hai anh lồn. Ờ, xe bờ rớt mạng luôn, cái lồn má ơi à. Ừ, trời đủ động trời luôn á, xe bờ đang chơi rớt mạng luôn. Cái lồn má này vui vậy. Em báo cho anh tin đó nha, ngày mai đi test lại nha anh. Rồi anh lay cho nó mà, nó đang kiếm anh nè. Đủ mẹ, đang lay, anh lay. Bữa đi chơi chung với này, bữa đi chơi chung với vợ mày luôn á. Ê, tụi mày. Nhỏ nó đi chơi chung với vợ mày đó. Bậy mà. Tao nói thiệt, thằng lồn. Rồi xe bờ tao sao rớt mạng luôn rồi. Đủ mẹ nó cái gì vậy trời. Chắc bị chó cắn anh. Đủ mẹ nó, chưa con cặc gì đứng nó nào đốt nha. Xe bờ chưa cái lồn gì đốt. Tụi em làm giống như việc cô hồn vậy. Anh chưa đốt nhang mà. Anh chưa đốt nhang. Đủ má làm cái lồn gì vậy. Chưa chưa có cái lồn gì. Bởi lồn mày gọi tới là xui xẻo đó anh em tới à. Đủ má, đang chơi ngon lành, đang thả bót giết người ta ngon lành, cái tự nhiên cái mày gọi tới cái xe bờ rớt mạng luôn. Động trời, cho nên là em phải gọi liền cho anh. Động con cặc gì, con nhỏ đó tao lay sida cho nó chứ ai mà mày sợ, mà mày mét tao. Đủ mẹ. Trời ơi, đủ má, mấy này làm giống như giật cô hồn vậy trời. Xe bờ chưa đốt nhang luôn á. Chưa đốt nhang luôn á, mới dọn lên dĩa à. Chưa đốt nhang luôn á, chưa cái lồng gì luôn á. Thôi trời, lồn Tài gọi xui vậy cái lồn đúng không quý vị? Đó, anh em đang chửi mày nè. Đủ má thì chứ xui đủ mẹ xui vãi cặt luôn. Em đang coi, em đang thấy mà anh em chửi em quá trời luôn. Trời ơi, đủ má nó thiệt chứ. Trời ơi, đủ mẹ nó đang quýnh ngon, đang thả bót đồ ngon lành quá trời luôn. Sao đóng tiền cho tao không? Trời ơi, đủ má nó thêm thằng Nguyễn quýnh quà nữa. Tao thiệt. Tuộn đĩ mẹ mày, đồ chưa cúng á. Chưa cúng luôn á. Chưa cúng luôn á. Đồ mã mày chưa cúng luôn á. Cái này là mới cứ dọn lên nên chưa thắp nhang luôn. Mà anh có bao giờ anh nghĩ đó, cái vụ này là do anh Hòa gây ra không? Hòa thì đủ mẹ. Hòa dạng Hòa nó tuổi lộn gì nữa. Có thể đi về cô hồn. Tướng nó như con trâu vậy. Đủ mẹ vô mấy người kia lấy nhang chích xịn bóng chích mẹ liền. Em thật là anh em đừng chơi lồn cái lụng má mày. Anh đang kiếm cơm nha Thái Tấn Phát. Bởi mấy lồn Tấn Phát thì đẻo má tiệt bán tầm vàng, tiệm vàng thấy hay Tấn Phát lắm nè. Mà sao lồn này Tấn Phát là đéo phải rồi nè. Người ta là Kim Phát mới là tiệm vàng. Này Tấn Phát chắc này đủ mẹ chắc biết đi phát cái gì đây. Này chắc đi phát cái số giấy dò đồ nè. Để em kiếm cơm nha. Chưa cúng luôn á trời. Ủa má xe bờ tao chưa cúng luôn á. Rồi vô lại. Đủ mẹ tụi mày thiệt á. Lồn quà, lồn Tài mày xui chích mẹ luôn. Nó dở lắc như con chó nắc luôn nè. Đó, đủ mẹ. Mà mấy con lồn cũng mất dạy, hồi nãy đánh tống kim xong đéo chơi đâu. Chắc lồn nó nãy chắc cũng đang đi tống kim á. Lồn nào phá chắc đang đi tống kim luôn quá. Ê, anh Piri cho anh Hòa kìa. Hòa kìa, cho Piri kìa, Donet kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Ê dạ ăn chưa vậy? Ê Donet ở đâu? VR cho tao với. Trời ơi đủ mẹ nó thiệt. Là hồn này phải kêu Donet đó ta. Vì vắng số tài khoản anh á. Sập rồi đúng rồi. Sập mẹ nó rồi. Giờ có thấy con cặc gì đâu. Có con cặc NBC nào đâu. Ừ trời. Vẫn siêu vờ gì mà nó đủ mẹ mở lên kiếm tiền. Trời ơi trời. Là hùng má. Năm con cọp. Cái gì? Năm con cọp mà sao toàn chó cắn cho người ta. Đủ mẹ server như cái lồng què vậy mà bị đặt quảng cáo nữa. Thì cái admin này, admin server này, admin nào à? Admin nào mất dạy chứ à? Coi thả bot còn được không? Được, còn được. Đủ mẹ còn chứ được. Trời ơi trai, để coi mấy con bot anh thả coi còn không? Sập đầu sập mấy con lồng này dạng giống như chưa cúng nó giật cô hồng không mà đi mình chơi tiếp chứ có cái lồng gì đâu lo. Cho một chút mu xịt lên cái coi. Trời ơi trời, mu xịt đâu rồi, lồng mu xịt của tao đâu rồi? Đủ mẹ là bộ chứ bóp hồng mua xịt tao luôn rồi hay gì á. Lên. Ok chạy nhanh Tú, chú anh Tú sida vui vẻ. Trời ơi không sao mày đi nghiệm vợ mày kìa. Bữa đi chơi chung với nó đó. Cái lồng má tao tiệt. Tao tiệt đó.
Tao thấy dạo này hai đứa đồ á, hơi là buồn buồn rồi đó. Oh yeah. Sao nói cổ xưa không mở kim yến gì mà mở kim yến, đúng là lồn xạo lồn quá vậy. Cái này là theo thuận theo ý trời, hiểu không? Tụ mẹ bây giờ server người ta bây giờ có 4 bang, mà 4 bang nó yêu cầu mở thì mình mở ra cho nó chơi mình lấy tiền. Tụ mẹ thử bây giờ mà 4 bang mà 2 bang kêu đừng mở coi sao tao mở. Mày bởi vì mày không biết gì. Tụ mẹ bây giờ nó hỏi mày chi server 4 bang, nó kêu mở đi anh Tú, mở đi anh Tú, đủ quá tụi em đập càng cho anh Tú. Đủ mẹ mày, 4 thằng nó kêu mở phải mở chứ sao. Bởi mày nói chuyện, mày nói chuyện mày không biết gì hết trơn, phải chi mà người ta không chịu mở tao mở, mày nói tao sầu lồn. Còn đằng này là tao làm theo gọi là ý của member, hiểu không? Còn lồn kia nữa mày không tắt đi, mày ngồi mày nghe hoài thằng lồn. Ui sao anh chửi em? Đủ mẹ mày, mày ngồi mày học lỏm đúng không? Học lỏm đúng không? Sao biết hay vậy? Đủ mẹ mày để tao à. Học cái lồn gì ở đây? Muốn học gì nó chỉ cho thằng Hóa nè. Phải đủ. Không, nhưng mà mít của anh trong nó rẻ á. Nó rẻ anh không? Anh em coi đi coi, phải mít tố rèo anh em. Bởi đủ quá tao thiệt, mấy thằng giống như mày, đủ mẹ giống như là mấy thằng mà hay đăng status mà hôm nay tao mới coi được á. Cái gì à? À, canh mẹ nấu thì đủ mẹ chén húp chén hông, nước lồn mặn chát húp là đủ mẹ kêu ngon. Tao thiệt, đủ quá tao thiệt. Tao thấy được, tao thấy mấy thằng đệ như mày tao thiệt tao mãn á. Rè lắm hả? Rè lắm thôi, con nghỉ con cắt. Đéo like nữa, giờ đi mua hủ tiếu ăn. Đéo like nữa, giờ đi mua hủ tiếu ăn. Ok, thì bây giờ mình xin phép anh chị em mình xuống like nha các bạn. Hẹn các bạn ngày mai. Ngày mai anh chị em mình tạo hạt vô solo với tôi. Đó, solo ăn su với tôi luôn. Cái gì? Đưa em mấy cái lời bài đó đi, em like thả cho anh em tắm luôn. Rồi vô đi đó, để anh em cho anh Tải lên like nha. Mày vô đi, lóc hàng đi, mày đứng ở đâu? Mày đứng ở đâu, mày lại ngay chỗ mày qua thành đô Tiền Giang đi cho vắng. Em đang ở chợ Bà Chiểu nè. Chợ Bà Chiểu cái lùn quá mày, chợ Bà Chiểu. Rồi cuối cùng server tao bị con cặc gì à? Anh tới chưa, em tới Bến Xe Miền Đông rồi nè. Rồi từ từ để tao hỏi coi cuối cùng rồi server tao bị con cặc gì nè. Ơi đủ mẹ nó chưa gì mấy thằng này vô, đủ mẹ mấy thằng này vô rồi giật cô hồn người ta. Mày ở đâu? Em ở thành Đô Đông à. Thành Đô Đông hả? Chạy lại Tiền Giang đi. Thành Đô Đông Tiền Giang đâu ba? Chạy lại Tiền Giang đó. Ủa mày chứ mày không biết Tiền Giang hả? Rồi đứng im đi lồn, chạy con cặc. Đủ má nó thiệt, cái thằng mất dạy đặt cái tên cũng thấy mất dạy nữa nó thiệt. Ủ má mày hết tin đặt đặt tài xế. Mày chơi như con cặc cơ, mày chơi như gà vậy mày đặt tên tài xế. Không phải giống anh á. Ừ, tao là đặt tên đàng hoàng nha. À anh đàng hoàng lắm, đặt tên Tú Đỉ. Ủa, kết hợp tài xế. Ừ, đủ mẹ nó thiệt. Nè. Rồi cho xong rồi đó. Gì cho con cái trời. Đủ mẹ mày cho con cái thôi chứ cho nhiêu cái là không. Cho con cái ai đánh ai nhịn. Đủ mẹ chứ giờ cho nhiêu cái. Họ anh đưa 10 cái, 20 cái. Vậy cho mày 30 cái. Đủ mới cho mày 30 cái. Ra mày thả đủ má ta. Thả biển lửa luôn. Thả giống như dịch cô hồn. Mày đủ má lát nữa nó quất nữa đó. Lát nữa nó quất nữa đó. Đừng có giỡn. Ok. Lồn mấy lồn đốt rồi tao nói bây rồi. Bây giờ nè tao nói sẵn nói luôn, giờ không biết mà mấy thằng đốt với mấy thằng phá với mấy thằng đâm hay mấy thằng đéo gì đó, nói chung là mấy thằng lồn đi đủ mẹ đi giật cô hồn đi há tao đó, thì tao nói tụi bay luôn như thế này. Đủ mẹ bây giờ tao đã chạy quảng cáo vô trong đây nè, biết không, tao chạy gọi là 3,5 triệu rồi đó. Cái server này tao chạy quảng cáo 3,5 triệu rồi đó, thêm cái mấy chủ 1,7 triệu nữa là đủ má 5,2 triệu, thấy không, chưa tính tiền mướn tài lai ba xị nữa.
ba xị một tháng nữa là thành 5,5 triệu, phải không? Đầu tư thêm đồ má cái microphone nữa, 500 nữa là thành 6 triệu. Tao bỏ 6 triệu trong cái server này rồi mà tụi mày đốt tao thì chắc chắn là sẽ không bỏ. Đồ mẹ tao phải đi nâng cấp server lên 1,8 triệu, phải không? Nâng cấp này lên nữa chạy chi là 10 triệu mà tụi bay đéo ăn được tiền đâu. Ủa mà tụi bay phá tao men cũng đéo về server tụi bay đâu. Tụi bay cứ ngồi đi, tụi bay chơi đi, vô đây tụi bay cài đi, đủ má là chắc chắn sẽ có tiền. Tụi bay phá tao đéo có tiền đâu. Bữa nào mà đi đủ mẹ bị ngoan bắt ở tù chích mẹ luôn á. Mà tao sợ quá, tao nghĩ trước á. Thôi lát nữa nó quất tao một cái nữa mắc cỡ với mềm lắm. Đủ má nó thấy ghê lắm. Rồi sập okay, đâu sập mấy ba okay. Mấy lò mày điên quá quăng ra nè. Ồ tao quăng cái lệnh bài ra, tao lụm cái lệnh bài lên vậy nè. Mày kêu sập nè. Tài mày thấy không Tài nè, anh quăng nè, thấy không Tài lụm cái lồng má mày, tí lụm bằng lồn. Lồn này bể lanh lắm nè. À coi nữa nè. Ồ anh quăng cái nhẫn kỹ năng có nè, để đổ má mày rác mà mày cũng lụm nữa, rác mà mày cũng lụm nữa thiệt á. Thôi tao đi xuống.